UAEUAB, nhà phát triển thành phố bền vững, công bố kế hoạch cho dự án khôi phục đại dương lớn nhất thế giới ở vùng ven biển Dubai, gọi là Dubai Reef. Nổi tiếng nhờ phát triển những thành phố thông minh giải quyết các vấn đề về gia tăng dân số, đô thị hóa và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trước đây UAB từng tham gia thiết kế và xây dựng nhiều thành phố bền vững ở ET, Oman và đảo Ya tại Abu Dhabi. Hiện nay, UAB đang tập trung vào vùng ven biển Dubai với dự án Dubai Reef. Dubai Reef là cộng đồng nổi bền vững cung cấp hàng loạt khu dân cư, bệnh viện, cửa hàng bán lẻ, cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Với Dubai Reef, UAB hướng tới biến Dubai thành trung tâm nghiên cứu hải dương, tái tạo sinh học và du lịch sinh thái trên toàn thế giới. New Atlas hôm 9 tháng 5 đưa tin, trong quá trình phát triển Dubai Reef, giám đốc điều hành UAB là Baharas Bakirian tập trung vào tầm quan trọng của đại dương trong duy trì môi trường lành mạnh. Theo tầm nhìn xanh của Bakirian, các khu vực sinh sống của Dubai Reef sẽ sử dụng năng lượng tái tạo từ mặt trời, thủy điện và trang trại sóng. Du khách tới Reef có thể trải nghiệm du lịch sinh thái ở biển trong những nhà trọ nổi hiện đại. Trung tâm của dự án là một viện hải dương nhằm bảo vệ môi trường biển và ven biển của Dubai. Một dàn san hô nhân tạo rộng 199 km2 sẽ tạo ra môi trường tự nhiên cho hơn 1 tỷ cây san hô và 100 triệu cây đước. Hệ sinh thái ven biển này sẽ phục vụ thu thập và lưu trữ carbon, khắc phục thiệt hại gây ra bởi hoạt động khai thác dầu ở ven biển Dubai trong những thập kỷ qua. Viện Hải Dương sẽ tập trung vào giáo dục và bảo tồn, đồng thời chỉ đạo một sáng kiến dọn rác thải nhựa trên đại dương, đảm bảo hệ sinh thái ven biển Dubai đóng vai trò như bồn chứa carbon dài hạn. Trang trại tái tạo sẽ cung cấp an ninh lương thực và giúp nền kinh tế xanh hơn. Ngoài biến đổi Dubai thành điểm đến thân thiện với sinh thái, Dubai Reef sẽ tạo ra khoảng 30.000 việc làm.